xin kính chào tất cả quý cô bác, các anh chị, các bạn. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại kênh Nga Võ Illinois. Lời đầu tiên, Nga kính xin gửi lời thăm sức khỏe đến tất cả quý vị và gia đình. Trong cái video này, Nga xin chia sẻ những điều như sau. Tìm việc làm hoặc đăng ký học online để đủ điều kiện tiếp tục nhận tiền thất nghiệp trong tiểu bang này. Và có vài trường hợp là được miễn tìm việc làm nhưng mà vẫn tiếp tục nhận tiền thất nghiệp. Nga sẽ chia sẻ chi tiết trong cái video này. Những tiểu bang cuối cùng cũng nhận tiền, bắt đầu lại nhận tiền là 300 là cái số tiền LWA. Và cái thông tin cuối cùng là Bộ Nông nghiệp Mỹ cung cấp 500 triệu là 500 triệu tiền để mà cung cấp thực phẩm cho người dân. Nga kính mời tất cả quý cô bác anh chị theo dõi với Nga các phần chi tiết sau đây và nga cũng xin được phép một giây là nga kính mời các cô các chú các anh chị các bạn ai mà lần đầu tiên ghé kênh nga võ illinois thì vui lòng nhấn nút subscribe đăng ký hoàn toàn miễn phí để mà các cô chú anh chị có thể theo dõi những cái video kế tiếp của nga đồng thời là ủng hộ nga nhấn like nhấn share nếu nếu như mà thấy cái video hữu ích nga cảm ơn rất là nhiều yêu cầu mới để mà nhận tiền thất nghiệp tại tiểu bang texas Bắt đầu từ ngày 1 tháng 11, Sở Lao động của Thác yêu cầu là đang khôi phục lại cái tình trạng tất nhiên là yêu cầu những người thất nghiệp là bắt đầu tìm việc làm trong cái lúc mà đang nhận tiền thất nghiệp và khi mà certify. Từ giữa tháng 9 đến ngày 17 tháng 10 là tiểu bang Sở Lao động Thác Sệt là đã thông báo có 4.890 cái đơn thất nghiệp Kể từ tháng 6, người nộp đơn thất nghiệp là không có bắt buộc là phải tìm việc làm để mà nhận thất nghiệp do đại dịch. Nhưng mà điều đó là sẽ sớm được thay đổi. Trước nhiên là những người mà đang nộp đơn thất nghiệp và đang phai thì cần phải là xin việc làm. Theo như ông James Person, phó giám đốc truyền thông của Sở Thất nghiệp Lao động ở Texas, thì ông cho rằng Texas là bang bắt đầu là cởi mở hơn và ngày càng là nhiều doanh nghiệp đã tìm ra cái cách là để mở hoặc là để hoạt động trở lại một cách an toàn hơn. Cho nên là chúng tôi nghĩ rằng việc là đưa ra cái yêu cầu mà người thất nghiệp khi certify để tiếp tục đủ điều kiện nhận tiền thất nghiệp thì bắt đầu là kiếm việc làm. Và người ta nói là bắt đầu là kiếm việc làm trở lại á, là phù hợp hơn bây giờ. Bắt đầu chủ nhật tới, tất nhiên là ngày 1 tháng 11 này là các anh chị cô chú già yeah, để đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp. Người mà đang nộp đơn thất nghiệp đó là phải thực hiện là phải tìm ba cái công việc làm trong một tuần nha các anh chị. Hoặc là nếu như mà không tìm việc làm thì tham gia các lớp học trực tuyến thì vẫn tính như là tìm việc làm để mà đủ điều kiện khi mà certify để mới đủ đủ điều kiện để nhận tiếp tiền thất nghiệp. Ông Chen Person là giám đốc truyền thông của sở thất nghiệp của Thác Sịch, nói rằng chúng tôi thực sự là đang cố gắng là thu hút mọi người trở lại tìm kiếm việc làm không chỉ có việc là khi mà certify không có chỉ là chỉ là đánh cái dấu vào trong cái ô là nói là có việc làm thôi mà là phải là xem cái công việc hoặc là tìm cái công việc ý là nói rằng là người thất nghiệp là không những là khi mà sớt là chỉ cần là đánh đánh vào cái dấu là nó ô tôi có tìm việc làm nhưng mà phải chứng minh rằng có đi tìm có đi tìm việc làm và điều mà ông muốn còn muốn nói nữa là cái điều mà người ta cũng là muốn là xem xét cái sự nghiệp của họ tất nhiên là cái người thất nghiệp á một cách tổng thể rồi xem xét cái sơ yếu lý lịch tất nhiên là cái resume cái mà đàm đơn mà đi và có hồ sơ để mà đi xin việc làm xem xét là việc đi đến các trung tâm phát triển bên lao động ông person cũng nói rằng có rất nhiều điều mọi người có thể là làm để mà giúp họ có được vị trí tốt hơn trong công việc và ngay sau cái phần này thì nga chia sẻ thêm cái thông tin những cái trường hợp nào là được người ta xem xét là không phải là cần xin việc làm mà vẫn là đủ điều kiện. Dạ, thì có vài cái trường hợp Nga sẽ chia sẻ. Và trong cái phần này thì Nga cũng xin thưa rằng là khi đi xin việc làm, người ta cũng có nói rằng khi mà các anh chị tiếp tục certify để đủ điều kiện nhận tiếp tiền thất nghiệp thì các anh chị phải tìm là ba công việc làm. Và những anh chị nào mà đăng ký học online một cái khóa ngắn hạn chẳng hạn thì người ta cũng là tính là các anh chị là đi xin việc làm dạ thì các anh chị vẫn tiếp tục là được nhận uh, tiền thất nghiệp dạ. vì uh, nếu như mà các anh chị đi tìm việc làm các anh chị nếu như mà các anh chị mà W2 làm hãng chẳng hạn mà lần đầu tiên các anh chị mới là lần đầu tiên có đợt này mới bị uh, là thất nghiệp thì um, có thể là các anh chị là chưa quen với cái việc là tìm uh, việc làm nhưng mà sau đó thì nga sẽ chia sẻ cái đường là dẫn để các anh chị vào đó mà các anh chị lên trên đó rồi các anh chị xem cái công việc nào các anh chị thích chẳng hạn hoặc là các anh chị là um, thấy cái công việc nào đó mà nó phù hợp với mình thì các anh chị là nộp đơn và nộp tối thiểu là ba chỗ để mà các anh chị là khi certify thì các anh chị cung cấp là cái tên của công ty cái địa chỉ và yeah, thì các anh chị là cung cấp cái phần đó còn nếu như mà các anh chị nào mà tự làm chủ 1099 và các anh chị ví dụ như làm thợ nails thợ tóc chẳng hạn thì các anh chị là gọi điện tới cái chỗ tiệm nail tiệm tóc đó là xin việc làm và ghi xuống cái địa chỉ và cái tên của tiệm dạ yeah. để mà khi certify các anh chị tiếp tục là cung cấp cái phần đó để mà các anh chị là tiếp tục đủ điều kiện mà nhận cái tiền thất nghiệp ha và đây là những cái trường hợp mà người ta xem xét là các anh chị không phải cần xin việc làm hoặc là sở thất nghiệp sẽ xem xét cho các anh chị là đủ điều kiện khi mà các anh chị không có tìm việc làm. Thứ nhất là trong cái trường hợp nếu như mà các anh chị là đang furloughed, tức nhiên là ví dụ như các anh chị là đi làm hãng và người ta không có là lay off các anh chị không có là để cho các anh chị nghỉ việc nhưng mà chỉ là tạm thời thôi. Các anh chị vẫn là nhân viên của công ty. Dạ, nhận vẫn là nhân viên của công ty nhưng mà tại vì ảnh hưởng của đại dịch, công việc ít cho nên người ta cho các anh chị nghỉ là 12 tuần ví dụ 3 tháng chẳng hạn. Dạ. Thì sau đó là sau cái thời hạn đó là các anh chị quay trở lại làm việc. Dạ. đây là những cái trường hợp mà ở Mỹ người ta áp dụng rất là nhiều như là trước đây các anh chị các anh chị nhớ là 2008 2010 đó và yeah là nhiều cái công ty áp dụng như cho trong cái trường hợp đó và trước đây nga cũng bị cái trường hợp này rồi và người ta làm cho nghĩ là không lương nhưng mà các anh chị là apply tiền thất nghiệp dạ như vậy là trong cái trường hợp này thì tiểu bang thất dịch người ta cũng có nói như vậy là đây là cái trường hợp này á, anh chị nào nằm trong thực hợp này thì các anh chị làm miễn là và xin việc làm tại vì sau 12 tuần là các anh chị quay lại làm việc rồi các anh chị không phải và là và cái, việc cái việc. điều thứ hai đại diện của sở lao động ở thác dịch có nói rằng nếu như mà ai đó là bị covid 19 hoặc là nếu như mà họ đang ở bệnh viện vì bất kỳ lý do gì và phải là nghỉ việc trong vài tuần thì ông nói rằng là chắc chắn là chúng tôi sẽ cân nhắc điều đó khi mà xem xét cái kết quả là tìm việc làm tất nhiên là người ta sẽ xem xét nếu như mà các anh chị á mà bị là liên quan tới covid 19 hoặc là đang nằm tại bệnh viện mà không có đi xin việc làm mà tiếp tục nhận certify để nhận tiền thất nghiệp thì người ta sẽ xem xét các trường hợp đó cho các anh chị ha. Trong đây người ta cũng nói rằng là để có duy trì đủ điều kiện nhận cái lợi ích thất nghiệp thì bước đầu tiên cần thực hiện là đăng ký trên cái quốc in Texas là đây nữa, trang kênh cái trang này á Nga sẽ chia sẻ cái đường dẫn các anh chị. Dạ, để mà xem hàng nghìn cái cái công việc là đang liệt kê và nếu như mà bạn tự kinh doanh thì bạn cần là thực hiện cái việc là mở lại cái hoạt động kinh doanh của mình thay vì là tìm cái công việc mới là bằng cách ví dụ như liên lạc với khách hàng chẳng hạn. Đó là cái cái phần mà người ta um, chia sẻ và ngay sau đây thì người chia sẻ cái đường dẫn á. Dạ, đây là cái đường dẫn mà các anh chị có thể là nhấn vào đó để mà các anh chị xem những cái công việc làm á. Dạ thì sau khi mà các anh chị nhấn vào cái đường dẫn đó thì các anh chị sẽ thấy là cái trang này nó hiện lên thì các trong đó là nga thấy là có 743.648 uh, cái công công việc uh, công việc làm hiện tại là đang cập nhật đó, dạ yeah, 743.648 yes. và trong đây thì khi nên nếu như mà các anh chị muốn tìm công việc làm gì các anh chị có thể đánh máy vào đánh cái uh, um, cái tên vào á Dạ cái tên công việc làm thì sẽ là hiện lên rất là nhiều. Dạ rồi các anh chị từ đó là các anh chị mở ra coi những cái công việc nào các anh chị thích thì các anh chị apply dạ. dạ. phần kế tiếp là thông tin về những tiểu bang cuối cùng đã có cái tiền là số tiền 300 gửi đến cho người dân thì sau đó sau cái New Jersey đó là kế tiếp là Alaska thì Alaska là đã được chấp thuận cái khoản là tiền 300 là vào ngày 24 tháng 8. Sau đó thì bắt đầu là thực hiện cái thanh toán là vào trong cái tuần này nha các anh chị. Dạ, đó là người ta thông báo như vậy. Sau cái thời gian mà trì hoãn là hơn 2 tháng. Thì theo như mà cô Cathy Munoz, người làm việc trong cái sở lao động của Alaska, thì cô nói rằng tại tiểu bang là sớm là chỉ ra rằng là sẽ mất thời gian là để thanh toán các cái, cái khoản tiền là LWA này là một số thay đổi trong cái chương trình đối với cái hệ thống máy tính lớn, tại vì có nghĩa là cô nói là bị trì hoãn là do là ở sở thất nghiệp ở Alaska là người ta đang cập nhật cái hệ thống máy tính đó các anh chị, dạ. Tại vì như các anh chị đã biết là thường là ở những cơ quan chính phủ á là người ta sử dụng cái hệ thống máy tính đó là người ta ít khi mà người ta uh, người ta cập nhật lắm, ít khi mà người ta muốn là làm mới đó, dạ. Um, cho nên là cái hệ thống nó cũ kỹ mà khi là đại dịch nó xảy ra như vậy á thì cho nên nó là quá tải cái lượng đơn nó quá nhiều mà trong khi cái hệ thống nó cũ kỹ cho nên là nó quá tải nhiều cái tiểu bang là bắt buộc là phải là phải um, lập cái hệ thống mới đó để mà xử lý được cái số tiền để mà xử lý được các đơn thất nghiệp nhiều dạ yeah, cho nên nó là Alaska thì cũng nằm trong cái trường hợp đó và do cái việc này cho nên là bị trì hoãn lâu như vậy đó. Đó là cái lời phát biểu của người đại diện của Sở Lao động ở Alaska nói như vậy. Và đại diện của Sở Lao động Alaska cũng nói thêm rằng là cô nói là cái khoản thanh toán này á bắt lẽ ra là bắt đầu là thanh toán vào tuần trước nhưng mà kể từ đó là đã trì hoãn cái thời gian mà không có một cái ngày cụ thể là hiện tại là cái nhóm IT chứ là cái nhóm mà làm về máy tính đó các anh chị là cái hệ thống cập nhật cái hệ thống của cho cái uh, sở thất nghiệp của Alaska đó thì cô nói rằng là họ đang là làm việc để mà hoàn thành trong cái tuần này và cô nói là ngày 21 tháng 10 và cái ngày 22 tháng 10 thì trong cái email rằng là trong cái email đó người ta nếu như mà các anh chị đó bị thất nghiệp á thì các anh chị có thể là các anh chị đã nhận được cái email rồi và người ta nói rằng là làm việc rất là chăm chỉ làm việc rất là tích cực để mà thử nghiệm cái 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 hệ thống này và cô nói rằng là đang chạy thử cái cái thử nghiệm đó là cái bước cuối cùng cần thiết cho cho cái chương trình này và khi mà có kết quả rồi á có kết quả thử nghiệm hoàn tất á không có trục trặc cái gì á thì cái khoản thanh toán là sẽ được thanh toán là ngày hôm sau. Tất nhiên là có thể là tuần này là các anh chị nhận được cái cái tiền 300 nha các anh chị. Dạ. Dạ cái phần cuối cùng Nga muốn chia sẻ trong cái video này đó là bên uh, Bộ Nông nghiệp sẽ là cho ra 500 triệu đồng để mà đầu tư vào việc là cung cấp thực phẩm cho những người khó khăn. Trong đây cái trang chính thức của Bộ Nông nghiệp cũng có thông báo như vậy. Đây là cái vòng thứ tư. Vì trước từ khi mà đại dịch tới giờ á, là đã có 3 lần rồi và bây giờ là cái lần này là lần thứ tư để mà người ta cung cấp số thực phẩm tới cho những người mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch và người ta bắt đầu là người ta phải phân phát ra là từ ngày 1 tháng 10 một cho tới là 31 tháng 12 2020 thì đây là một cái chương trình đó các anh chị mà các anh chị biết là cái chương trình mà trước đây gọi là food á, các anh chị dạ những người nào mà có đủ điều kiện là sẽ là được nhận cái phần này tại vì theo như mà những cái thông tin nga xem xem trước đây cũng khá nhiều thì người ta cũng chia sẻ rằng là sau khi mà cái địa dịch này trong cái quá trình đại dịch này thì nhiều người bắt đầu là cần những cái um, lương thực và yeah. những thức ăn cung cấp gia để mà à, cung cấp cho gia đình cho nên là nhiều người đã bắt đầu là phải nộp đơn cái chương trình là food stamp gọi là à, snap đó, để mà hưởng được cái à, cái à, số thực phẩm này. Nga xin chân thành cảm ơn các cô chú các bác, các anh chị em và các bạn đã ủng hộ, đã chia sẻ, đã đặt những câu hỏi và đã để lại những lời à, chia sẻ chân tình nha, cảm ơn rất rất là nhiều. Nếu như mà ai chưa đăng ký kênh thì vui lòng nhấn nút subscribe, đăng ký hoàn toàn miễn phí để mà các cô chú anh chị có thể theo dõi những cái video kế tiếp của Nga. Nhấn nút chuông để mà nhận được cái thông báo video mới nhất. Và nhấn like, nhấn share nếu như mà thấy video hữu ích và ủng hộ kênh. Nga cảm ơn rất là nhiều. Nga kính chúc tất cả quý vị, người quan lẫn không quan nhiều sức khỏe, nhiều thành công, gặp nhiều an vui trong cuộc sống. Và Nga xin hẹn tất cả quý vị trong những cái video tiếp theo và nga xin cảm ơn rất là nhiều nếu như đi làm lại thì hết sức cẩn thận tay nào